Đấy. Ok, hello chào các bạn nhé. Chào mừng các bạn quay lại với channel Hùng Kaka Vlog, cuộc sống ở châu Phi. Đây là cuộc sống ở châu Phi đây mọi người. Mọi người nhìn ở đây này. Đấy. Đây là một cái gian hàng là bán tất cả các cái loài là đồ trên rừng, các cái loài giá và tất cả các loài xương, tất cả các loài con thú ở trên rừng mọi người. Đấy. Cái gì cũng có ở đây, chỉ cần đến đặt hàng thôi là không thiếu một cái gì luôn. Đấy, cho mọi người xem trước ấy, tất cả toàn là bồ đây. Bắt đầu mình sẽ là đi quay từng cái một cho tất cả mọi người là xem luôn nhé. Đây, đây mọi người. Mama. Ese hello, vai fazer medicamento também? Đây là bán cái gian hàng này là bán để làm thuốc mọi người nhé. Medicamento fazer bem saúde né? Tất cả những thứ ở đây là bạn để làm thuộc đấy. Cái này, cái bồ này đấy là cái xương voi, cái xương sườn ở ấy, cái xương sườn nằm bên này là của con voi mọi người, là tất cả đấy. Ese tudo de elefante né? Elefante là con voi mọi người đấy, tất cả đấy, xương, các loài xương này. Đấy, và cái này là hình như là cái con này ở dưới biển đấy. Cái biển cũng là bán ở đây để làm thuộc. Đây tất cả là thuộc mọi người. Esse só saiu na planta, né? Ah, esse planta, saiu na planta. Esse medicamento vai curar o quê? Medicamento tira dentro. Tem que fechar. Isso trabalha muitas coisas, isso aqui. Aí, isso aqui mesmo, medicamento tiro não entra. No entra. ¿No entra cómo? Ahí, ¿eh? ¿A va a meter así? No, es tomar. ¿A tomar así? No, no, Tiro no entra. Cái này là thuốc uống để là bắn đàn không vào mọi người ạ. À sí, tiro no entra. Tú. No. ¿Verdad? Eso aquí. Ahí. Eso aquí trabajamos un tiempo de guerra. Aí é? Nós crescemos na mata, nós somos daqui. Ok. É. Cái này là thuộc trabalhamos já na mata. Thuộc chống đàn không biết có thật không? Đấy. Đấy, cái này là đá với đá gì? Esse é para fazer quê? Isso é banho do demônio, para tirar demônio. É fumaça, isso aqui. Cái này là như kiểu mà cái... cái gì ở Việt Nam mình nhỉ? Mình cũng không rõ mà người. Đấy, đá cái này này. Đấy. Esse também? Isso é de banho, isso aqui. Se o outro que fechou tem que ser igual isso. Isso aqui como faz banho disso, pode falar mesmo tudo. Isso aqui. Aí. Fala galitangue. Cho nên mình cũng không hiểu rõ mọi người. Đấy, các loài củ quả này, esse também? Sim. Isso é que mesmo, semente daí, esse leva três tipos. Isso aqui. Cái này cũng là chống đàn, không biết có thật hay không này. Mình cũng nghe thế thôi. Esse é óleo de quê, vai? Isso aqui. Essa aqui é óleo de quê? Óleo de raca. Animais raca. Isso aqui. Ah. Isso é óleo de animais raca. Isso aqui é óleo de lícimo. Isso aqui é óleo de quê? Esse é óleo de. Que aí é robo. E isso aqui é óleo do coiso. Que é óleo caixão. Ah. Isso é óleo caixão. Isso aqui é óleo de leão. Ah, é? Óleo de leão. Esse é sai no banho do leão? Ah, do leão. Ah, cái là mỡ, này là mỡ của những con bão mọi người. Đấy, mỡ của những con bão này. Isso aqui é óleo de jiboia. A jiboia é assim? Ah, jiboia sim. Ah, cái này là mỡ trắng. Mỡ trắng này. Đây, tất cả đây bây giờ. Ôi, đây con có lông nhím này. Ừ. Lông nhím mọi người này. Ừ. Này, lông nhím này. Yeah. Esse é para assim, né? Ah, é mesmo, aquilo que dispara. Chama que? Isso aqui chama que é coisa. Que ainda? Que saca. Ah, que saca. Que saca é com nhím, mọi người. Yeah, por que não abre bem? Esse é pico de quê? Esse aqui é de coisa, de... Dos animais, coisa o quê? É coisa o quê? É chifre de cabra do mato.
À, cái này như kiểu những cái sừng của những cái con nai mọi người ạ. Đấy, sừng của những con nai này. Ở đây rất là nhiều. Đấy có cả vỏ của những con trụt này. Ừ. Isake haka. Isake haka. Isake tai pele de que? O su de que? Isso aqui é pele de coisa, de que esses animais? Não. É coisa. Essa aqui é de elefante, isso aqui é osso de coisa, de que? Essa aqui é animais, é que? O coiso. Tá. Não, sướng, o ejiboia, isso aqui. Tá aqui. Isso aqui. Ah, jacaré? Jacaré, yeah. Tem pele de jacaré. Tem pele de elefante, tem pele de coisa, de quê? De coisa, que ainda, hipopótamo. Né? Coca caçaú, né? Esse é... A pele tá aqui. É, cacloi, aí, né? Esse é... Isso aqui é jiboia. Ah, que não é jatan, né? Ah, isso aqui é jiboia, não sei outro nome, sei que é. Ah, aqui é cobra, né? Ah, isso aqui chama aqui... Ah, cái này là giá kỳ đa. Ese sao mà kể? Isso chama que tatu. À tatu. Giá kỳ đa mọi người, giá kỳ đa. Yeah. Ese macaco. Sim, é macaco. À, đấy là cái bồ giá khỉ mọi người này. Đấy. Giá khỉ. Ese macaco. Ah, é macaco. Đấy, bản rất là nhiều loài em mình quay cho tất cả mọi người xem đấy. Từ nay là ở giữa này là có rất là nhiều thứ luôn. Này, giá kỳ đa rồi giá rặn này, những cái bồ giá rặn đấy này mọi người. Đấy, cái xe copra đấy. À, giá trắng, cái này là giá trắng. Đây này, cái giá con gì này. Đấy. Essa canimash. Calimai. Não, isso aqui é coisa que ainda. Calucandamela também não, é coisa. Cá. É. Nhiều loài lắm. É cavili. Chama cavili. Cavili. Isso aqui. Esse é que? Isso aqui é coisa. Chama como? É tatu. É lusenge. Tatu. Ah. É lusenge. É lusenge. Isso aqui é lusenge. Aqui tem todo tipo. Esse é que? Esse animal chama quinolica. Ah. Barba do que? Do leão então? Barba do leão tá aí dentro. Aí é. Đấy, còn có cả rấu của sư tử mọi người ạ. Tí nữa là mình sẽ chủ nhủ chì về lại cho mọi người xem. Esse jacaré. Isso aqui haka, onde que são aquelas coisas. Cái này là vỏ trụt mọi người. Yeah. Nó có cả cái từng mảnh, yeah, từng tảng như thế này đấy. Haka. Esse aqui. Isso aqui é leão. À, leão. Pele de leão. À, cái này là giá sư tử mọi người này. Đấy này. Giá sư tử này. Leo. Oh. À, é mesmo. Esse aqui. Isso é nolica. Nolica. Tem muito assim. Nhiều loài lắm mọi người. Esse. Esse é cagado. Cagado assim, né? Ah, assim. Isso aqui é mesmo, esse pele. Essa? Não, aqui. Aqui. Não, tá aqui. Isso. À, jacaré. À, jacaré. Giá cá sấu. Hôm nay không có bồ lộn. À, essa aqui é língua, que... essa aqui é língua do coiso. Essa aqui é língua do coiso, de quê? De quê? Desses animais. Elefante? Ah, elefante, tá aqui a língua dela. Ah, sim? Tá aqui. Aqui? Ah. Aqui? Ah, essa é a língua do elefante. Assim mesmo? Não, é. É mesmo. Elefante é língua assim? Ah, sim. Ah, daí é aquele lưỡi của con voi, mọi người. Ah. Essa é a língua do elefante. Ah, cái lưỡi của con voi, mọi người. Mình giờ mình, giờ mình thấy cái lưỡi của con voi nó như thế này đấy. Đấy. Lưỡi của con voi này. Esse aqui. Isso é pele do elefante. Ah, giá voi này. Ah. Esse também, né? Ah. Đấy, giá voi nó dai đấy, mọi người này. Đây là giá của voi này mọi người. Đây. Có cả lông voi đang dính ở đây luôn này. Mà bề chiều bề dày nó dày thế này này, đấy là nó khổ rồi đấy. Bề dày nó có dày 1 cm luôn đấy, hơn 1 cm luôn. Đấy.
Ese. Isso, esse aqui é coisa. Ainda esse animais. Nhiều cái mà cô ấy cũng quên. Chama ngulungu. Ngulungu. Ok. Ngulungu da mata. Ai vậy? É porco da mata. Cái này mình sẽ dịch lên lên màn hình mọi người cho mọi người hiểu. Esse. Isso aqui é mesmo aquele pele. E aquele coisa, que ainda? Elefante? Difane não. Leão? Não. É coisa que chama como... Não. Giá này không biết giá gì, do lông cái này cả này. Ese elefante? É mesmo elefante. Đấy con cả... tudo é igual, qualquer mesmo. Đấy giá voi cái này, esse tipo lên ba xuống đấy. Giá voi cái này phân ở dưới chân mọi người. Giá của con voi đấy. Giá rắn, esse tudo é cobra đấy. É cobra. Giá rắn gì, những cái giá này chắc là rắn lột xác đấy. Con cái bồ giá sứ tử đây này. Essa aqui é ngulungu. Chama mesmo que ngulungu. Ngulungu, không phải giá sứ tử. Cáo do mata? Não, é ngulungu. Se chama como assim? Cái này mình sẽ về dịch giá sau mọi người ạ. Esse aqui? Tá, é a mesma coisa com isso. Elefante? Elefante. Isso é para criança. Cái này giá của voi con mọi người ạ. Đấy này. Esse cabelo do elefante? Não, esse cabelo. Aí tem cabelo de elefante, aí tem cabelo daquele animal, que coisa. Essa? É. Đây là có cả lông voi và lông của lông nhím mọi người. Đấy, buộc bỏ chúng vào đây. Lông voi và lông nhím. Nhiều loài lắm. Esse é osso de quê mày? Aí tem osso, isso é coisa de boia. Đấy là tất cả các cái loài xương hỗn hợp mọi người. Xương gì cũng có đây này. Isso é jacaré. Jacaré também. Isso é mesmo jacaré. Xương cá sấu cũng có này. Jacaré. Isso aqui é cabeça de cacadu. Hã? Cabeça de cacadu. Isso aqui tá aqui. Aqui? Essa? Cobra? Não, é cacadu. Assim, né? Đau rua. Ela é đau rua này. Esse? Essa canimã chama carrelequete. Aí é? Nhiều loài thú rừng lắm mọi người, mình không hiểu. Aqui também é que? Isso aqui também é carrelequete. Aí carrelequete de homem, carrelequete de mulher, essa estripa de jiboia. Aí é? Sim. Nhiều loài lắm, mình không biết tên mọi người. Aqui é medicamento, né? Isso é medicamento. Đây là các loài rễ mọi người. Rễ cây ở rừng đưa xuống đây bán đấy. Esse cocô de quê? Isso aqui é coisa de coisa de mele. Aquele mele pequeno que entra que entra atrás. Não é tipo cocô? Não. Isso é mesmo medicamento. Então, nhiều loài thuộc. Đấy là bên đây là các loài con thú mọi người. Đấy là ở tất cả đấy là các loài con thú này. Con đấy. Đấy là này, quả ốc chó này. Esse que leo la fala que? Isso aqui é lo sangu. Lo sangu. Português? Português não sei se é que... Não sei, né? Esse ora fala não sei, né? Só conheço na Sombon. Português? É coze, né? Noze? Quả ốc chó mọi người ạ, đây này, gió, xe kìa. Đây là quả ốc chó ấy. Đây là quả ốc chó, đúng rồi. Ở Việt Nam mà chắc là quả này cũng đắt lắm đấy. Ở trong nó có nhân này. Đấy. Esse também tudo medicamento, né? Tudo é medicamento. Esse? Esse é o cor de elefante. Đấy là phân voi mọi người ạ. Có elefante. Phân voi. Ta xe ra. Hả? Ta xe ra.
Nào nó xe ra. Phấn voi khổ rồi mọi người ạ. Đấy. Elephant. Coco đi elephant. Phấn cái này phấn voi. Này. Con bên này vậy. Tất cả cái loại thuộc loại hạt rồi là cả cái quả gì đấy. Rau dưa đâu màu tu đuôi. Esse é feijão? Não, não é feijão. Esse é medicamento de. Mình tưởng là những hạt đầu mà người không phải. Esse é medicamento. Esse é cocô de cabrito, chama cocô de cabrito. Esse é a cor é assim? Ah, a pessoa se tem que se urir é isso. Não. Maculo, se uri maculo. No cabrito? Se chama mesmo assim. Ah, yeah. Ok. Đấy, cái loại thuốc này thuốc gì mình không hiểu mọi người, nhiều loại thuốc lắm đây này. Cả cái loại thuốc chữa bệnh nhiều lắm. Đấy, bây giờ đến cả cái hộp này mọi người, hộp này cũng có cái loại thuốc. No balde. Pode destapar. Các loại thuốc đấy mọi người. À, destapa só. À, vamos destapar? Esse é fazer quê? Isso aqui é de maculo. Para a barriga? Ah. Quando não caga bem, toma essa? Quando se tem muita diarreia. Ah, cái này thuộc đau bụng mọi người ạ. À, se tem muita diarreia. Chữa đau bụng này. Aqui? Aqui, isso aqui. Thuộc chữa đau bụng đấy mọi người này. Như này thuộc bột thế này đấy. Nhưng mà anh em mình ở bên này cũng không dám dùng những cái này đâu, cũng không biết rõ cái nguồn gốc. Đấy, chỉ quay cho tất cả mọi người xem biết là bên này là những cái esse para quê. Esse é de tirar máscara. Doente? Qual é o doente aí? Doente mesmo, se meter uma máscara que não encontra bom mulher e não encontra bom homem. Aí é. Essa aqui. É những cái thuốc là nhiều lắm, đấy là cả cái thay láng ở trên đó mọi người. Đấy là mentir porque. À. Yeah. Đấy là thuốc này là thuốc chữa gan mọi người. Esse tira e pera no. No corpo. Ok. Yeah. Đấy là thuốc chữa gan này. Chữa sỏi thận, quên đi, sỏi thận cái này mọi người này. Đấy chỉ biết là mình hiểu là chỉ để nói như thế thôi. Chứ cũng không dám dùng nó, không được thay thuốc cái chứng dạng chứng hiệu chứ cả. Đấy, rất là nhiều loại thuốc này. Nhiều lắm. Đấy, mình mua mấy cái lông nhím này về chơi mọi người. Tí nữa mình sẽ mua mấy cái lông nhím này vào chơi. Mama, esse vende quanto para mim? Uma. 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 Ah. Isso aqui uma cada assim? Assim é 2000, assim é 2000. Os pequenos são grandes 2000, os pequenos são 1000. É. Quanto cũng rất là đắt mọi người ạ. Em mua mấy cái lông nhím này về mọi người. Isso aqui depois de fazer isso aqui. Depois de beber aí, só bebe, tira lá só três gotas de água. Bebe mesmo aí. Tudo que uma pessoa se tem palavra contigo, tudo fala. Aí. Tudo que estava no coração, tudo sai. É, chỉ nói thế nhưng mà mình biết cái lông nhím này, mình mua mấy cái lông nhím này thôi. Mili nó vậy. Leva só. Né? Leva só. Mua ba cái lông nhím này. Em còn mấy cái vỏ này mình không mà dám mua đâu, mua không mang về được Việt Nam đâu mọi người. Đấy. Không biết lông nhím này có mang về được hay là không thôi. Đấy, còn mấy cái vỏ này là cái là thuộc dạng những cái động vật quý hiếm ở người ta bảo tồn đấy. Còn bên này là người dân người ta săn bắt về để bán như này để làm thuốc. Đấy, tất cả cái loài giá đấy bao nhiêu cái gì cũng có đấy này. Đấy, giá sư tử cũng có đấy, tất cả là mình đã nói với mọi người đấy, cái gì cũng isso có đấy. Isso aqui é falta das máquinas, que Angola está atrasado, porque se tava com as máquinas, isso não podia estender assim, outras coisas podia estender assim, mas outras coisas não podia estender assim, podia passar nas máquinas.
Okay. Então, porque aqui em Angola, Angola atrasada, não tenho as máquinas. É por isso que encontro assim. Ah, ok. Aí, chị đang nói là những cái đất nước khác là có máy móc để chữa bệnh mọi người. Ở Angola không có máy móc, không có những cái công nghệ hiện đại là cứ là chữa những cái loài thuộc loài da, các cái con vật ở trên ở thụ rừng ấy, các cái loài thuộc ở trên rừng. Đấy, các loài thuộc bên này, nói chung là nhiều loài thế. Loài rễ cây rồi loài lạ, loài đủ thứ. Đấy chứ, 3.000 đấy. Ừ, 3.000. Ừ. Mình mua 3 cái này mình trả tiền cho chị mọi người. Ra trục. Entrega otra bobita. Bita. Entrega otra. Các loài rễ, loài lạ đấy mọi người. Đấy, ở đây thấy mình quay phim là người đến xem rất là đông luôn. Mình cũng giờ mới thấy được cái phấn của voi mọi người. Esse capiço é chá. Chá do peito. À, cái này là... Se tem dor do peito, é isso. Uống cho khỏe những người mọi người. Chá đấy. Yeah. Esse também tudo é chá, né? Não, isso aqui não é chá. Isso aqui é de banho. É? Isso aqui, se a pessoa tem demônio, tem que ser com isso. É. Isso aqui, se tem aquela doença que faz o que os pés inflama, ou o corpo inflama, é isso. É, é essa? Que a pessoa não anda. É, é essa? Ah, é? Não anda, é toma essa? Ah, toma. E fazer a massagem. Ah, é. É thuộc chừa đau chân, cũng gần mọi người. Esse é o cocô de cabrito? Não, cocô de cabrito está aí. Esse aqui? Isso aqui chama wamoma. Fede ferida crônica. Ah, também ferida. Sai no pau? Ah, no pau, tipo é banana, não é? Ah. Isso é de ferida crônica. Esse não é alho? Isso não é alho. Isso aqui pessoas se estragaram. Isso é medicamento que mulher não estraga o homem. Ah. É. Mulher não estraga o homem como? Estraga o homem com feitiço. Aí é? Ah, a barriga, aquilo fica inflamado. Chega aí. Agora com isso não atua. Nhiều loại thuốc mà mọi người, mình không hiểu được đâu. Đây này, cái này, esse é pedra. Cái này nhiều than đá ấy, esse é tipo, nặng lắm mọi người ạ. À. Không phải than đâu, nó nặng lắm, những kiểu quăng hay gì đấy. Esse é pedra. Ah, esse é uranho, é pedra. Nó nặng lắm, như kiểu cái chi đấy. Esse é pesado. É urânio. É. Oramo? Urânio. Urânio. Urânio tem dois tipos. Tem aquele tipo que queima. Tem esse tipo que brilha, que não queima. Hã? Hã? É produto do chão. Urânio. Do chão. Esse é produto. Ah. Mình không hiểu lắm. Isso é no nosso país. Isso é dinheiro. Máquina, isso é dinheiro. Nós aqui em Angola não tem valor. Ah, é? Mas lá no nosso país isso é dinheiro mesmo. Eu não sei. Leva lá só uma pedra para ir mostrar. Cái này không phải cái gì mà gây cho mình tư vấn. Mình không biết là cái này là đá gì đấy. Chỉ để nói mình cũng không hiểu rõ lắm. Vì có tiếng bên này không phải cái gì mình cũng biết đâu mọi người. Só tem mais outra coisa. Mình sẽ đi lại đâu này quay cho mọi người xem cả cái gian hàng nào bán đây đâu này luôn. Toa vị. Nào có ra mày, nhé. Quán đồ toa vị. Để xem bao nhiêu ra chứ. Đấy, nó không mua gì nữa mọi người. Mình đi sang bên này quay. Ở đây ấy, đây cũng có gian hàng bán này. Đấy. Bán cái loài củ gì đó mọi người ạ. Củ gì thế này, nó đen thúi thế này mọi người. Củ đây, hạt quả gì thế này. Đây này. Mình không biết luôn đấy. Đấy, bao nhiêu là thử đây, toàn là đồ. Cái này chắc phải những người chuyên nghiên cứu về những cái này mới biết được hết tất cả những cái này đấy mọi người. Chứ mình thì mình chịu đấy. Đấy, còn bán cả cái loài vỏ cây này này. Vỏ cây, không biết cây gì đấy, hạt này, những người chuyên nghiên cứu cái này mới hiểu,
Você conhece o Eze? Esse é o quê? Esse? Ah. Não, está ainda dentro. Mano, agora é tua vez. Fala. Esse é o quê, mãe? Batata? Batata. Esse é o quê? Batata. Dentro é preto ou como? Dentro azul. Amarelo? Amarelo. Esse chama o quê? Batata? Não, batata. Tipo, etitinha. Você não sabe o que é etitinha. Ah, củ này ngoài đây là đen, ở phía trong là màu vàng mọi người ạ. Giống như của nghề mà không phải đâu, nghề làm gì có tỏi thế này. Tám mươi mấy cái men tu? Nói chung những cái gì thì mình có thể là mua ủng hộ mọi người được, chứ những cái này là mình không biết gì cả. Nên là không dám mua đâu mọi người. Mua về cũng không biết sử dụng gì hết. Không hiểu luôn. Thôi không dám thử đâu mọi người. Ừ. À, hà chi rồi mọi người. Chỉ có những nghiên cứu mới biết thôi. Đã này. Cái này thì nhẹ lắm. Đây có cái loài rễ củ này này. Chỉ có những nhà nghiên cứu Việt Nam mình chuyên nghiên cứu về những cái đồ này thì mới biết được, con mình là không biết. Yeah. Ese cura ferida. Ese? À, cái hạt này là bôi vết thương mọi người ạ. À gì? Hay vậy? Mình chỉ biết thế thôi chứ mà mình cũng không dám mua để sử dụng đâu. Ese? Hay vậy? Hơi chịu lắm, mình nghe mọi người nói chuyện mình cũng không hiểu được đâu. Vì mình không chuyên về những cái ngành nghề này. Bao nhiêu chán hàng bản này bên này xem, quay cho mọi người xem này. Vơi vơi ra cả này á. Đấy này, đấy cũng bán cả cái loài này. À, em sẽ tìm bù lan đấy. Đấy, của các cụ ba này. À, số vấn đề coi là medicament tu asin đấy. Cái này giá gì đấy? Isso é caro cantambela. Chama-se caro cantambela. Cura que? Cura mesmo se as pessoas têm o que? O julho. O julho, o julho. Ah, é? Se te manda o demônio, esse cura, chota demônio. Ai vậy? Thôi mình cũng nghe thế thôi chứ nói không hiểu đâu của mọi người. Cái này là không phải chuyên ngành của mình. Những củ này, rễ này, những cái này là chỉ có những các vị thầy thuộc nám thôi thì mới biết được những cái loại thuốc này mọi người. Còn mình là chỉ đi quay cho tất cả mọi người xem. Bên này là người dân là bán những cái đồ gọi là ở Việt Nam mình mà không có bán luôn ấy. Những cái giá thủ này đây đó là đồ quý hiếm đấy. Sao? Não. Ah, ah, ok. Aí. Eu também tipo não conheço aí, agora toma, vamos morrer, vamos fazer não, como. Se mesmo tá sentindo dor do peito. Ele esperar não dá. Você quer ser só isso, toma. Assim mesmo. Aí. Mình cũng nghe ba nói những cái loại ra uống để cho sức khỏe, nhưng mình cũng nói ba là mình cũng không biết nhiều nên mình cũng không dám mua uống. À, cái này thuộc cũng là thuộc lạ, người ta giã tán nhỏ đó mọi người. Yeah, obrigado, mãe. Lá também vende? Vamos, vamos. Đấy, cả cái dán hàng, cả cái dãy đường rau này toàn bán những cái đồ này mọi người. Ở đây là chuyên rễ củ này. Remédio? Esse dentro é qual é a cor? Dentro? Dentro? É. Cor é castanho e branco. Não é preto? Não. Cái này ở trong là màu xám mọi người ạ. Mình không biết là quả. Esse saiu no sao? Ah,
Ai thế? Đấy, củ gì đây mọi người? Gió xe gầy. Ese xe ta mê amarela ok. Xe trắng. À. Cómo va a ser? À đây đây. Củ này nhiều củ rẻ đấy. À, màu trắng đấy mọi người. Ese xe qua đi à qua đi. Xe trắng. Toàn là củ rễ rễ rất là nhiều. Esse dentro qual é a cor, mãe? Isso, essa cola do mato. Mas dentro é preto ou quê? É branco. Branco? Ah. Não tem coisa dentro preto? Não. Não. Toàn là các loại thuốc mọi người. Hạt chi chia đây này. Hạt gì đây này. Nhiều lắm. Ese también medicamento. Mira, qué rẻ gì này. Đó, những cái thay thuộc nám, thuộc những thay láng y thì mới biết với những cái loài này. Mình thì mình chịu đấy, mình chỉ quay lên thế thôi. À, mình thấy ở bên kia là có những cái giá thủ mọi người. Dạ mày, brigad. Lá ta mê tên mày. Có mua xin. Ai vậy? Đằng kia cũng có nữa mà rất là xa mọi người. Dạ. Lá ở đi tan đi. Ai vậy? Tao đi. Tao đi, fica qua lại xin tôi. Nó có mấy xa mấy xa mấy xa mấy xa. Để xem lên đây này, xem có gì nữa. Quay cho mọi người xem luôn. Là bán những cái gì ở đây. Đấy, toàn là đồ rừng. Cả con thú rồi là linh tinh nhiều lắm. Ê, có mấy cái gì? Sí. Sí. Meli. Em Meli. Đấy, sạp mất ống là lấy ăn ở đây mọi người này. Đã. Đã. À. Cho provar đi. Sạp mất ống mọi người ạ. Quý á. Đã ông po của sổ. À dạ anh xin xe. Nó tao không bao giờ. À vô xe tira ondi. Có mẹ xin. Tira ondi. À mẹ ta xong đang bố cả. Tira ondi. Esa. Se tira mùi ra ndi. À. Nú kê nó có mẹ ạ. Ai ế. Nó xong đã ta preparado. Bố đâu có mẹ. À. Đã. Đã qua đi xô đây ta. À. Đấy là những sạp mất ống mọi người đây này. Gió xe gầy. Đấy người. Đấy. Đấy các bé ngồi ăn đây này. Ngọt lắm. Chà pép bà. Chà pép bà nè. À. Người dân lấy thảo ăn chín là chó lắm mọi người. Mũi tụt đôi xì. Ở trên đây ta nè. Ăn xong cái mặt là nhả những cái này mà ra mọi người. Ừ, chưa kìa. Và phải có bê bà đủ. Bán nhiều sẽ mọi người. Ấy. Giờ ta thảo ăn, đi ngang đường xin là chó. À, kia ta mê. Đây mọi người bán những cái. Bỏ ta đi à vô. Ese dentro saya qual é a cor? Quando cota? Não sei cor. Đấy, củ này là củ như của cái gì tím đấy, màu đen đấy. Rồi. Này, nghe sừng là sừng nái. SP qua xin. Sừng nái này mọi người.
Cái gì đây này? Petra Uma. Hả? Petra Uma. Sali? Petra Uma. Petra Uma. Petra Uma. Petra Uma. À, cái này đá gì gì đấy mọi người ạ? À? Essa é batata? Ah, de África. Dentro qual é a cor? Branca. Branca? Ah. Qual é o elemento que precisa? Não é. Não está comprado. Tem mais? Aí? Não, aí chega. Chega. Já muito longe, vamos voltar. Já, avô? La pandula. Rất là hay và nhiều điều thú vị ở đây lắm mọi người. Cứ ngồi đấy, có gì ăn này đó là cứ bán hàng như thế. Ở đấy là gọi là ở ngoài cái trung tâm của thị xã này mọi người nhé, chứ không phải ở trong người dân bản đâu, gọi là gần gần bản thôi, giữa ranh giới giữa bản là và những cái trung tâm thị xã này đấy. Mưa gió là bụi bặm bay, gió chứ không mưa. Nó cứ bay bay như thế. Có anh này là cứ đi theo mình. Có xe pha gì kìa, vẫn đây kìa. Ai vậy? Chega, né? Chega. Você vendeu, né? Você citou. Aqui. Não tem nada para comprar. Não tem nada para fazer compra. Não tem nada. É só você falar o que você quer. Eu quero ir dentro do leão. Dentro do leão. Dentro? Esse é o olho do leão. Aí é. Olha, não. Quero dentro. Uma dentro. Vamos meter assim, vamos pausar aqui. Aí é. Parece a mãe mesmo. Ah. Aí, pode ficar. Já vem aqui com mecânica. Anh này cũng bán bên này thôi, nhưng cứ đi theo mình để giới thiệu về mình. Essa é para fazer sumo. Essa? Bom. Não. Aonde? Aqui não tem. Não, mais falar não tem. Đấy, ó, mọi người xem lá lên, hiểu không? Chega đầu bagai. Não cola muito. Đấy, quạt lại giá thụ. Cái gì cũng có, giá sướng mình cũng đã nói giới thiệu nhiều rồi. Đấy. Cana já compra tudo também. Dạ, o metro của tân mình. Đấy, mình phải lấy tiền phù lúc này mua ba cái lông nhím này mọi người. Mua ba cái lông nhím này về đấy. Hôm sau không biết có mang được về không. Hoặc là để về nhà làm thuốc ở nhà. Đấy, nói chung là bên này cái, những cái gì nó rất là gọi là thú vị và gọi là cổ xưa lắm mọi người ạ. Đấy, những cái này ở Việt Nam mình làm gì có bán này, cũng như là những cái loài thuộc lá rễ củ quả như thế, chỉ có những cái thầy láng, những cái thầy thuộc Nam nhưng mà biết, con mình thì không biết đâu, mình chỉ quay lên đấy. Đấy, mình cũng bất ngờ đấy, có những cái loài này, cái lưỡi này, lưỡi của con voi này. Esse língua de elefante pequeno ou grande? Grande, língua de elefante. Đấy, mọi người xem cái này có phải cái lưỡi của con voi không nhá, mình cũng không biết đâu, chưa bao giờ được thấy luôn. Đấy, này. Dạ, yeah, obrigado. Dạ. Yeah. Mua ba cái lưỡi này thôi. Thế thôi, bây giờ mình cùng về mọi người, về để đi làm. Nói chung hôm nay ra chợ là để ra ngoài chợ là mua ít bột ngô và cũng như là thức ăn để vào cho các anh ở trong nông trại cũng như người dân đang làm ở trong nông trại trong bản trong kia. Thì đi tiền đi qua thì mình thấy cũng là rất là hay. Thì quay lên cho tất cả mọi người xem luôn, biết được những cái cuộc sống bên này, những cái điều thú vị ở bên đất nước Angola, châu Phi này mọi người. Giá bảo, giá sư tử, rồi giá sướng voi, rồi cả loài giá voi. Cái gì cũng có rất là nhiều loài lắm. Cái này mà ở Việt Nam là bạn chắc là cũng là rất nhiều tiền.
Đấy, thôi bây giờ mình cũng sẽ về, xin phép về mọi người. Đấy, video mình cũng sẽ kết thúc tại đây mọi người. Thấy video này hay và thú vị thì hãy nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Hùng Ca Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi mọi người nha. Chào các bạn. Xuống tên kìa. Isso aí, pizza de ganhando. Zizi, né, mano? Isso é ganhar aqui. Isso aqui, isso é barba de elefante. Ah, é? Barba de quê? De elefante. Cái này là rấu của con voi mọi người ạ. Rấu. Cái này là rấu ở đây này. À. Hay. Isso aqui é coisa. É piso de coisa. De canha. Như cái loài lấu gì lắm. Dạ. Lấu nó cực lắm. Ok. Chắc bỏ qua đây rồi. Lấu một con voi như như sợi tóc ấy. Cái râu, cái râu. Lấu nó khác mà râu là khác mọi người. Không biết được những cái này có cái công dụng gì thì mình không biết. Qua đây rồi.